Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Quế Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quy quỹ Quế Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Quế Sơn thực hiện hiệu quả công tác lao động thương binh và xã hội. Cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Quế Sơn thành công tốt đẹp. Quế Sơn triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Phóng sự khởi nghiệp với mô hình rau thủy canh. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, quỷ Quế Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và bàn các chuyên đề của huyện quỷ. Đồng chí Đinh Nguyên Vũ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện quỷ và đồng chí Võ Văn Nhàn Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng chủ trì hội nghị. Năm 2021, cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, huyện ủy, cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn huyện Quế Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đã tổ chức học tập quán triệt và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, xây dựng đầy đủ kịp thời chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết chỉ thị, quy định kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của quyền ủy, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện theo dõi chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm 2021, Đảng Bộ huyện Quế Sơn đã kết nạp được 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 3.654 đồng chí, tổ chức trao huy hiệu đảng các đợt cho 138 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy định điều lệ đảng. Đánh giá cuối năm, có 55 trên 56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, 25 tập thể và 31 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực năm 2021 đã được tuyên dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, thương binh và xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến dự có đồng chí Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Năm 2021, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã chủ động tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là việc chi trả hỗ trợ cho người lao động và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Kết quả đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 121 đơn vị doanh nghiệp cho hơn 4.700 người, tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 442 lao động tự do với số tiền gần 500 triệu đồng, hỗ trợ trên 66 triệu đồng cho 60 trường hợp là đối tượng cách ly tập trung theo quy định. Hỗ trợ trên 32 triệu đồng cho 29 trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế, hỗ trợ 42 triệu đồng cho 14 hộ kinh doanh gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi người có công, công tác lao động việc làm được duy trì thực hiện tốt, đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 6.700 đối tượng với kinh phí trên 120 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.120 lao động, đạt 112% kế hoạch, đồng thời tư vấn giới thiệu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 280 lao động, đạt 103,7% kế hoạch đề ra. Năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội huyện Quế Sơn tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, duy trì thực hiện tốt công tác chính sách người có công cách mạng, công tác bảo trợ xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và công tác bảo trợ xã hội khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Mặt trận huyện Quế Sơn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch COVID-19. Trong năm, Mặt trận huyện đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 3,5 tỷ đồng, trong đó cấp huyện gần 2 tỷ đồng, cấp xã trên 1,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, Ban Thường trực ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 40 triệu đồng cho hai khu dân cư xây dựng công trình phúc lợi xã hội, trao tặng 2.800 xuất quà nhân dịp Tết Nguyên đáng tân sự cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn đột xuất. Mặt trận các cấp trong huyện cũng vận động nhân dân đóng góp trên 65 tấn lương thực thực phẩm ủng hộ bà con ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đối với công tác cứu trợ, mặt trận huyện Quế Sơn đã tiếp nhận 3,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 88 ngôi nhà cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa bão, mỗi nhà 40 triệu đồng, trao 16 con bò giống cho người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, phát huy dân chủ và quyền làm chủ, gần 26.000 cử tri đại diện hội gia đình ở huyện Quế Sơn đã tham gia bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026 nhờ thực hiện tốt các khâu tiên truyền hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử thành lập các tổ bầu cử niêm yết công khai danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu nên công tác bầu cử trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố huyện quế sơn diễn ra đúng luật định dân chủ khách quan và được nhân dân hưởng ứng cao tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%. kết thúc cuộc bầu cử cử tri đại diện hội gia đình đã bầu chọn ra 74 trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố các trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố được bầu có đủ tiêu chuẩn theo quy định có uy tín trách nhiệm đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn đã tập trung lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đạt kết quả khá toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, làm nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tiếp tục được xây dựng củng cố bộ đội địa phương dân quân tự vệ vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giao quân đạt 100% chỉ tiêu năm 2021 huyện Quế Sơn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 quân sự vận hành 11 khu cấp xã vận hành 16 khu cách ly tập trung tiếp nhận 3.144 người với 120 lực cán bộ tham gia đối với chính sách học phương quân đội ban chỉ huy quân sự huyện khảo sát quy tập được một hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa, tặng 22 xuất quà cho gia đình chính sách khó khăn, kịp thời giải quyết có hiệu quả các chế độ chính sách cho các đối tượng. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Liên đoàn Lao động huyện Quế Sơn cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và trao quà hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Quế Sơn đã tích cực chủ động tham mưu xây dựng các hướng dẫn, triển khai các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Trong năm, đã tổ chức trao hơn 300 xuất quà trị giá trên 200 triệu đồng cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Phối hợp tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy kết nối yêu thương tại khu công nghiệp Đông Quế Sơn dưới hình thức phiên chợ không đồng với 100 xuất quà được trao cho công nhân lao động. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động cán bộ đồng viên, công nhân viên chức lao động tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 250 triệu đồng, hỗ trợ hơn 1.500 kg gạo, cùng các nhu yếu phẩm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu cách ly tập trung, các chốt chặn của huyện, tham gia nấu ăn phục vụ cho các khu cách ly tập trung, kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là đối tượng F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và đồng viên tinh thần đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Quế Sơn đã tổ chức trao quà cho 93 đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho 4 đoàn viên là đối tượng F0 đã khỏi bệnh COVID-19 và 89 đoàn viên là đối tượng F1 đã hoàn thành cách ly tập trung. Tổng kinh phí của đợt trao quà là 125,5 triệu đồng, được trích từ nguồn tích lũy của Liên đoàn Lao động huyện. Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao tặng 12 phần quà với số tiền 10 triệu đồng cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Trọng Nghĩa, sinh năm 1982 ở thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, quyết định trở về quê lập nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính. Đây là mô hình mới ở huyện Quế Sơn, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khả quan. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật trồng rau thủy canh trong nhà kính, tháng 6 năm 2021, anh Võ Trọng Nghĩa bắt đầu thử nghiệm mô hình trên diện tích 60m2. Anh mua vật liệu về từ lắp đặt nhà kính, hệ thống thủy canh và trồng các loại rau như xà lách, cải cay, cải ngột, dưa leo. Sau khoảng 35 ngày chăm sóc, anh Nghĩa thu hoạch lứa rau đầu tiên được gần 200kg. Chỉ chưa đầy một ngày đăng thông tin bán trên mạng xã hội. Anh đã bán hết số rau này và thu về hơn 10 triệu đồng bước đầu thấy hiệu quả kinh tế khả quan. Anh Nghĩa quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng rau thủy canh lên 500 mét à, vuông. riêng về cái mô hình à, thủy canh trong nhà kính thì nó rất thuận lợi về cái vấn đề thứ nhất là vấn đề à, nước. Nước là trên 100 mét vuông thì mình chỉ tốn trong 300 lít nước trong một vụ thì nó rất có tiện lợi cho mình. Còn về à, vấn đề mà dinh dưỡng, dung dịch dinh dưỡng thì cũng rất ít tốn rất, nhẹ tại vì nó chạy trên tường hoàng thì nó không có bị phung phí à, còn về mưa lụt thì nó ở trên dàn thì nó cũng không có ảnh hưởng về ngập úng gì hết à, thứ ba là về sau bệnh thì nó cũng rất ít tại vì nó nằm trong nhà kính mà nó nằm trên cao thì nó hạn chế về sau bệnh à, nhân công thì nó rất ít bây giờ nhà 500 mét vuông nhà tôi thì chỉ chỉ sử dụng hai vợ chồng làm à, một tuần đầu là là giải quyết xong tới ngày thu hoạch nhờ chú trọng khâu chọn giống điều hòa dung dịch dinh dưỡng và xây dựng được lồng kính với hệ thống tự động hóa nên trại rau của anh nghĩa phát triển xanh tốt và cho năng suất cao hiện tại rau thủy canh được anh bán trên các kênh online và cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và tin tưởng sử dụng anh nghĩa cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhãn hiệu liên kết sản xuất và hướng sản phẩm rau thủy canh của mình đến với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp để có hướng đi bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế. Với cái mô hình của mình hiện bây giờ là 500 mét vuông thì mình trồng những loại rau như cây xà lách, cây ngọt, cây cay và cây thia. Hiện bây giờ là mình thu hoạch cái đợt này mình thu hoạch hơn một tấn rau. Với cái gió thị trường hiện bây giờ mình đang bán là nó khoảng 40 ngàn, dao động từ 4 đến 60 ngàn. Thì hiện bây giờ là mình thu lưới rau này nó gần 40 triệu rau thì nó đảm bảo rất chi là chất lượng nó sạch mà ngon ngọt giòn có nhiều ý kiến phản ảnh là 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 rất tốt cái về cái vấn đề rau của mình cho thị trường ngay ở đây có thể nói là một mô hình rất là mới ở tại Quế Phong do anh võ trọng nghĩa đã đưa về địa phương để thực hiện cái mô hình rau thủy canh hết sức là hiệu quả bước đầu chúng tôi đánh giá đây là mô hình rất là khả thi nếu được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành đặc biệt là đăng ký được cái thương hiệu ô cốp sẽ đưa ra thị trường và cung cấp thị trường nó sẽ tốt hơn trong thời gian đến anh nghĩa cũng rất là mong được sự quan tâm hỗ trợ về vốn vai vốn để mở rộng cái cơ sở sản xuất rau của mình và cũng mang được tiếp cận cái cái nguồn hỗ trợ của nhà nước để rồi cái mô hình này, này là được phát triển và nhân rộng có thể là cung ứng tốt cho thị trường trong thời gian đấy mạnh dạng đầu tư và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp anh võ trọng nghĩa đã xây dựng được mô hình cho hiệu quả kinh tế rõ rệt anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau thủy canh trong nhà kính lên 2.000 mét vuông để nâng cao thu nhập Phóng sự mà quý vị và các bạn vừa xem đã khép lại chương trình truyền hình Huyện Quế Sơn phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung chương trình này trong tháng 2 năm 2022 trên trang địa phương đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thân ái chào tạm biệt.